Thưa bà con nông dân và quý vị, xung quanh đây là những cánh đồng ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi đang được gieo trồng giống lúa thuần ML232. Kinh Đô sẽ gặp gỡ bà con nông dân đang có mặt tại ruộng lúa để cùng tìm hiểu về giống lúa thuần ML232. Ruộng lúa đã đến kỳ thu hoạch và nhìn những bông lúa này thì có thể thấy là hạt đều và rất là chắc. Bà con nông dân đã theo sát giống lúa ML232 trong thời gian qua thì chắc chắn sẽ có những cái đánh giá khách quan về giống lúa thuần ML232 này. Dạ con chào cô Tiên. Mấy hôm nay thì mưa gió thì ruộng lúa mình nó có bị hư hại gì nhiều không cô? Mấy hôm nay thời tiết thì mưa gió thất thường thì nói chung là cũng ảnh hưởng đời sống của nhân dân, nhất là về cây lúa. Nhưng mà nói chung là xả cái giống mà 232 này á thì cây nó cứng cho nên là nó không có bị đổ ngã. Vậy theo cô dự đoán thì năm nay ruộng lúa nhà mình sẽ thu hoạch như thế nào cô? Thì dự đoán thu hoạch thì trong những ngày đánh mạnh miếng nắng thì cũng khoảng tầm một tuần nữa thì lúa sẽ thu hoạch. Và năng suất thì cái lúa ML232 này thì nó đạt năng suất thì chắc cũng đạt khoảng 80 tạ trên 1 hectare. Thưa bà con nông dân và quý vị, vụ đông xuân này thì ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi có hơn 40 hectare trồng giống lúa thuần ML232. Và từ đầu vụ cho đến cuối vụ thì cán bộ của Hợp tác xã, Hội Nông Dân và bà con nông dân thường xuyên có mặt ở ngoài ruộng để theo sát sự phát triển của cây lúa. Và chắc chắn rằng những bà con nông dân cũng như là những người theo sát sự phát triển của cây lúa này sẽ có những cái nhận xét khách quan về giống lúa thuần ML232. Chuẩn bị thu hoạch khoảng tuần lễ 10 ngày thu hoạch, nhưng mà hiện nay lúa vẫn cứng cây này, không có một loại sâu bệnh vậy nè. Dạ. Cho nên lúa này là năng suất phải đợt thôi chứ. Đợt thôi. Làm lợi công. Cả không lép. Dạ, lúa coi như rất là cứng cây nè. Lúa này gỡ trong cờ bạc tòa mà. Bông lúa này. Rất là chát hạt. Điều. Dạ, cái độ khỏe của cái cây nó vẫn còn khỏe, dù nó đã triểu hạt rồi nó vẫn còn khỏe. Lúa này đặc biệt này, bông thì ngắn thôi nhưng mà không có lép hạt. Dạ. Từ cái hạt tuốt trong cây này gọi là, nông dân thường gọi là không lép cây đó. Cho nên nó đều cứng hết nè. Mà này là nó chưa chín vòn này, cho nên nó chín vòn lại nữa nó mới đẹp. Tức là nó chín lúa là nó bắt đầu chín từ ngoài cái đuôi, gọi là đuôi lúa. Vô miết cái này gọi là cải. Sau với cái giống 232 này, ngoài kia là có một số loại giống khác, thấy không? Nó là ngã đổ rất là nhiều, nhưng riêng cái giống B232 là lại không ngã. Mà lúa mà không ngã thì nhất định là phải có bội thu thôi. Dạ. Mà bà con mình thu hoạch nó cũng sẽ khỏe hơn. Đúng rồi, nhân công nó đỡ hơn. Thì qua nhận thấy thì giống lúa thuần 232 thì ở cái chân đất của xã Nghĩa Dõng thì cơ bản là rất là thích hợp. Thì năng suất thì nó khoảng từ 75 đến 80 tạ. Đây là một điều đáng mừng. Có đợt mưa gió thất thường vừa rồi thì trong toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 8.000 hecta ruộng lúa bị thiệt hại do mưa gió. Thì đối với lại những cánh đồng trồng ở Nghĩa Dõng mà giống lúa thuần ML232 này thì có bị ảnh hưởng gì nhiều không thưa chú? Qua cái đợt mưa gió bất thường vừa qua thì nhìn chung là các loại giống khác á, thì nó ngã đổ, nhưng riêng cái giống 232 thì cứng cây và không bị ngã đổ, đặc biệt là không lép cải, nên là tôi hy vọng là cái mùa này cái giống 232 sẽ bội thu. Dạ thưa chú, thì ngoài những cái ý mà vừa chia sẻ vừa rồi thì giống lúa thuần ML232 này thì nó còn những cái đặc điểm gì mà nó khác với các giống lúa khác không cho chú? Đặc biệt là cái giống ML232 này qua năm nay là thời tiết là rất là khắc nghiệt. Tức là khi bắt đầu xả lúa thì trời mưa rất là lớn, nhưng mà cái hạt giống tỷ lệ này mầm rất là cao. Cho nên là sau qua cái trận mưa mà bắt đầu xả thì lúa vẫn cứ phát triển bình thường. Sau khi mà lúa chuẩn bị làm đồng thì có một cái đợt gió đông bắc rất là dữ dội. Đa phần các loại giống khác là đỏ đầu lá rất nhiều. Dân là phải tốn tiền để mua thuốc phun là bầu dưỡng lại cho lúa. Nhưng riêng giống 232 này cũng có nhưng mà là rất là ít. Nông dân hiện nay đang rất thích cái giống lúa này. Và đặc biệt hiện nay thị trường là tiêu thụ của giống lúa chế biến này. Cho nên nông dân rất là thích. Và đặc biệt là năm nay chắc là nông dân Nghĩa Dõng cũng sẽ tiếp tục cái vụ hè thu này sẽ xả cái giống 232 này. Vừa rồi chúng ta theo dõi những thực tế tại cánh đồng ruộng ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi. Xin giới thiệu thêm, ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có một địa phương cũng đã trồng giống lúa thuần ML232 này
4 vụ liên tiếp, đó là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ. Và sau đây, xin mời bà con nông dân và quý vị cùng theo dõi những đánh giá của bà con nông dân ở phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ về giống lúa thuần ML232. Ưu điểm là cái giống này nói chung là sâu bệnh ít, năng suất thì hiện giờ thấy là tương đối đạt. Hiện giờ bà con thấy cánh đồng rất tốt, chuẩn bị thu hoạch rồi đây mà lúa vậy là sẽ bảo đảm. Cái giống lúa ML232 là một cái giống lúa mà đối với nông dân thì người ta là thứ nhất là vấn đề năng suất. Năng suất rất là đạt. Trong những năm vừa qua chúng tôi tổ chức cùng với công ty giống miền Trung phải nói là năng suất đạt. Thậm chí là có những thửa ruộng mà đạt trên 90 tạ trên một hecta. Đó là vấn đề là nông dân thì nói là năng suất. Cái thứ hai nữa là cái giống ML232 này là nó chống được sâu bệnh. Và đặc biệt nhất là cái bệnh đậu ôn, bệnh bạc lá và nó kháng được cái rài. Cái thứ ba nữa là cái giống này nó thích hợp ở trên nhiều cái chân đất. Đặc biệt là cái chân đất mà đất pha cát, tổ chức sản xuất nó cũng rất là hiệu quả. Nó là đặc điểm của cái giống này. Cho nên nếu nói nông dân ở phường Phổ Văn chúng tôi và nông dân sản xuất trong những năm mà gần đây là họ rất là đồng ý với cái giống lúa này. Qua tìm hiểu thực tế từ đồng ruộng và những chia sẻ của bà con nông dân, thì quý vị đã cảm nhận được những ưu điểm của giống lúa thuần ML232. Để tiện hơn cho quý vị và bà con nông dân, chúng tôi sẽ tổng hợp lại những thông tin, những đặc điểm của giống lúa thuần ML232. Giống lúa ML232 có thời gian sinh trưởng từ 84 đến 95 ngày trong vụ hè thu và 100 đến 105 ngày đối với vụ đông xuân. ML232 phù hợp sản xuất trong hai vụ, thích hợp gieo xạ ở vùng xạ muộn, thiếu hụt nước giai đoạn cuối mùa. Giống thích ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của ba tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Thời tiết vụ hè thu nắng nóng, giống vẫn sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất ổn định. Giống ML232 có thân rạ cứng, chống ngã đổ tốt, ít bị nhiễm các đối tượng sâu bệnh. Năng suất cao và ổn định từ 70 đến 85 tạ trên 1 hecta. Đây là giống lúa chuyên về chế biến bún, bánh, thay thế Khang Dân 18, Đồng Văn 108. Giống lúa thuần ML232 được công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng miền Trung đăng ký lưu hành. Theo thông tin của Cục Trồng trọt thì giống lúa ML232 sẽ có tiềm năng, năng suất cao và nếu thâm canh tốt thì sẽ đạt trên 90 tạ 1 hectare.